khi mà mình mua cái cây về mà lỡ cái bầu đất mình nó bể thì sao? Thì nó đã chết rồi á, nó ảnh hưởng tới cái thân của mình. Cái cọng rễ mà nó dập á, hoặc là nó cúi cái đầu nè, mình nên cắt ngọt phải hết á. Không có nên tứ kích thích rễ để cho cái cây của mình nó mau lên chậu hay không, đây là cắm dừa chấu bà cho. Tỷ lệ là cắm dừa với chấu là 50, cho là phân nửa là 1/2. Xin chào tất cả anh em á. Có về một lô khế chua ha, khế này là ghép khế Nhật nha anh em, và một lô linh sam, rất mong anh em mình ủng hộ ha. Em tên Chí, số điện thoại của em là 0363579057 ha. Có gì thì cứ liên hệ trực tiếp em nha anh em. Rồi, mấy cây này là anh em về là mình chơi tết đồ ok nha anh em. Nó đang cho bông cũng cho trái luôn nè anh em. Chùm ha, khế Nhật nha anh em. Trái rất là sai, tàn kính đẹp hết rồi. Để em đo thông số cho anh em mình tham khảo ha. Hoành ngay vị trí này là 17 ha anh em. Chiều cao từ mặt chậu lên là 38. Tàn ngang là 45 ha. Đế cũng khá là đẹp nha. Nè. Đó, dáng hơi siêu nha. Cây này là đa số là chậu 3 nha anh em, về anh em mình thay ha. Em báo trước với anh em mình là chậu là em không có gửi chậu kèm ha, tại vì cái chậu này nó về anh em mình nó cũng bể à, tại vì nó dễ bể lắm. Em sẽ rút chậu em đóng bầu gửi cho anh em mình. Đó. Anh em mình về mua chậu khác mình thay vô nha. Rồi cây mã số là N1. Em giao lưu với anh em mình là 800.000 nha. Đó, N1 800.000, em bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi luôn ha. Rồi tiếp theo, tiếp theo là cây khế Nhật. Khế này khế Nhật nha anh em. N2. Đó, bông cũng dữ lắm nha. Cây thì có một số nó bị dập á anh em, nó bị dập da á, xử lý keo hết rồi, không sao ha anh em. N3. Rồi, cây này em đo ở trên này là 16 hoành. Chiều cao là 35 ha, tàn ngang là 40 nha anh em. Đó. Cây là ok hết ha, nó cũng đang cho trái đó anh em. Rồi, cây mã số N2. N2 nha anh em. Cây này em giao lưu với anh em mình là 700.000 ha. Mã số N2 700.000, em bao ship toàn quốc ha. Tiếp theo N3. Khế Nhật nha anh em. Cây thì có một số cái điểm nó bị dập nè. Nhưng mà cũng xử lý keo hết rồi nha anh em. Không sao ha. Rồi. Khế Nhật tàn cũng ok hết trơn rồi. Cây này là anh em mình về mình chơi tết được nha anh em. Hoành ngay vị trí này là 19 nha, 19 hoành. Chiều cao 43. Tàn ngang cây này là 35 nha anh em. Rồi cây mã số này là N3. Cây mã số N3 giao lưu với anh em mình 700.000, bao ship toàn quốc cho anh em chơi luôn anh em ơi. Đế cũng khá đẹp á. Tiếp theo cây N4. Cây này khá đẹp nè anh em ơi. Trái nè. Trái nó nhỏ hơn khế chua thường của mình ha, nhưng mà rất là sai trái. Cây này khéo cây ha, nó nằm dài nè anh em. Bông mà quá trời bông nè, bông chùm trơn nè ha. Rồi, đo ngay vị trí này nha. 15 hoành. Chiều cao là 40 nha. Tàn ngang 40 luôn nha anh em. Khế Nhật nha. Anh em mình xem kỹ cây giúp em ha. Được thì chốt giúp em. Rồi cây mã số này là N4. Em giao lưu với anh em mình là 700.000 ha. Mã số
số N4 là 700.000, em bao ship toàn quốc cho anh em chơi luôn. Rồi tiếp theo, tiếp theo là tới lô Linh Sam nha anh em. Lô Linh Sam này là Linh Sam Song Hinh nha anh em. Đó, Song Hinh nha, tàn mịn hết trơn nha. Cây này thông song thụ rất là đẹp anh em ơi. Đó, cái đường thân cực kỳ đẹp luôn. Thì cái cây này em báo với anh em mình là nó bị lỗi cái đường này nè, nó bị lũa nhẹ cái đường này ha. À, đây, nhưng mà cái đường thân của nó thì còn sống nguyên hết ha, nó chỉ lũa cái phần bên đó thôi nè, lũa cái phần bên đây nha. Đó, em báo cho anh em mình nha. Rồi để em đo thông số cho anh em mình tham khảo. 25 hoành, chiều cao là 38 ha. Tàn ngang này là 66 nha anh em. Đó, cây rất là mạnh khỏe ha nè. Đó, anh em mình xem ha, rễ rất là nhiều nè nha. Đó, nữa là em đóng bầu em gửi cho anh em mình ha, anh em mình yên tâm nha. Rễ là đặt bầu hết trơn rồi. Rồi cây N5 đó, Linh Sam Song Hinh, cây này giao lưu với anh em mình 1.300.000, bao ship toàn quốc cho anh em chơi luôn nha. Tiếp theo N6 cũng là một cây Linh Sam Song Hinh luôn nha anh em, tam tài nha. Đó, phúc lộc thọ luôn anh em ơi. Cái tàn anh em mình thấy cực kỳ đẹp nha. Quá đẹp luôn. Giờ em đo cái thân chính này trước ha, tại vì cái thân ngã này thì đo nó không được nha anh em. 22 hoành, nếu đo tổng luôn là khoảng 30 đó anh em. Chiều cao là 42 ha. Cái tàn ngang này là 60. Anh em mình về mình cứ thay chậu mới mình chơi ha. Tại vì cái này em không bao chậu nha anh em. Chậu thì nó rất là nặng. Đó. Chậu rất là nặng, chậu tiền phí cái chậu là bằng tiền phí của cái cây luôn rồi đó anh em. Thành ra nè, em không có bao cái chậu ha, về bể cũng vậy à. Rồi cây N6, cây này em giao lưu với anh em mình là 1.200.000, bao ship toàn quốc cho anh em chơi luôn. Tiếp theo cây N7, cây này đường thân lắc rất là đẹp nha, một cốt trực lắc nha anh em. Cây này là nó đang đâm lá trở lại nè, tại vì lặt lá làm bông đó anh em, thành ra nó hơi chùi chùi ha, nhưng mà vài bữa là nó sẽ dày lại thôi, tại vì lặt lá nó đang đâm lại rất là nhiều. Đó, cây này đường thân rất là đẹp luôn anh em ơi. Đó, anh em mình xem kỹ ha. Hoành 18, chiều cao 48, tàn ngang là 50 nha anh em. Rồi cây Linh Sam Song Hinh mã số N7, cây này em giao lưu với anh em mình là 1.200.000, em bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi nha. Rồi tiếp theo luôn, tiếp theo là N8, một cây bonsai lùng lực nha anh em. Chi cành là đều gan hết trơn, tàn mịn luôn nha. Anh em mình xem ha. Rồi để em đo thông số cho anh em mình tham khảo ha. Hoành em đo tổng luôn á là 33 nha anh em, 33 hoành ngay vị trí này ha. Còn cái thân chính của nó nha anh em, cái thân chính là 20 anh em ơi. Chiều cao là 45, tàn ngang là 55 nha anh em. Ở Linh Sam Song Hinh nha. Rồi cây này N8, em giao lưu với anh em mình là 1.300.000, mã số N8, 1.300.000, em bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi ha.
Tiếp theo cây N9, một cây bonsai trực lắc luôn nha anh em. Đó, cây này thì nó chưa có ra lá nhiều ha, tại vì lặt lá làm bông á anh em, thành ra nó chưa có ra kịp. 25 hoành, chiều cao là 35, tàn ngang là 45 nha. À, từ từ nó đâm lá trở lại nha anh em. Rồi cây N9 cũng là cây cuối cùng của clip ha. Cây này em giao lưu với anh em mình là 1 triệu, em bao ship toàn quốc luôn. À, mã số N9 1 triệu. Rồi em cũng xin chào, chúc anh em mình sức khỏe nha, và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha.